đi tiếp. Tiếp đây. Chào hai sư huynh nhá. Phẩm tác phẩm này được đấy. Giờ này có chạy hàng không anh? Anh dạo này anh nghỉ cũng nửa tháng rồi. Vâng, thảo nào. Con xanh nhà đẹp quá, chú chào về ngắm. Có tiền đâu mà dám về, có tiền mà dám về. Ngắm thì ai lấy tiền của chú đâu. Chỉ ngắm thì thấy thích rồi mà. Mà hôm nay bận chuyển nhà đó mà. Nhà đâu, thuê chỗ nào? Mua. Mua đâu? Ngay cạnh chỗ ở bây giờ Tây Mỗ. Mua đấy giờ bao tiền đấy? Cả nhà luôn này. Nó nếu mà đất không nó chỉ cần nó chắc nó tầm khoảng độ 50 thôi. Cả rồi nó xây cái mua ở trong Anh vừa rồi gọi là bán hai sao hai căn rồi một căn có 50 mua một bán rất là tỷ. Còn tỷ hai là nó lành thôi. Một cái mà có nhà rồi đúng không? Nhà 4-5 tầng vừa mới xây. Ngon nhỉ. 1 tỷ cả 900 mấy. Đó là hai căn ở xây đấy. Chắc phải đầu năm rồi. Đất sổ đỏ mới đây đầu năm thôi. Đấy chứ bây giờ giá là khác rồi. Ghế ở rộng rãi nhỉ. Em cũng mấy mét thôi, 3 mét thôi. Thế chảm về anh ở quê. Và về đấy thì lại hóa gần về đi quê rồi. Đấy. Đất cát giờ cứ sốt xịt xịt. Và về đây chơi cây thoải mái. Biển này đâu hôm nay gian hàng để đâu anh? Để cây đâu? Cây phi lao. À đây nhìn thấy rồi. Đi ra. Cây phi lao đấy là bao tiền anh? Mấy triệu mà. Con này không biết ông nào đang đòi bao tiền đây? Đòi hơn chục, 16 triệu. 16. Của gì nhỉ? Lực hay lập gì nhỉ? Đúng rồi. Mặt này thì hơi ướt ướt rồi đây. 16 đồng. Điền đây. Sau lại lên lại mua lại của Hảo. Súng này đẹp. Chú anh quanh. Chú đi nào đi. À hôm nay lại bán cái súng này. Đi nào đây đi. Và làm mưa làm gió trên bưởi. Đấy. 16 đồng, không được nhiều anh em quan tâm đấy. Làm luôn rồi anh. Làm luôn. Hay đấy, tiếp tục hay đấy. Đây. Chả mấy khi nhỉ. Ôi giời, đeo bao rồi. Lực sư huynh. Đẹp đấy. Nhiều người quan tâm. Lầu Lục Vừng. Lục Vừng. Vâng, của em nhờ ghé nhờ thì chờ em đi. Thi triển công lực. Giờ mà cắt phát là hot lắm đấy anh ạ. Anh em Bắc Nam này lại tìm đến đấy. Cắt phát là. Nào cắt thế nào, bỏ nào đưa em thử cắt cái cho là xương hay thân hồn cả. Cắt cái này nhá. Không cắt để quay rồi. Đây có một cái điện nữa. Đẹp chứng giang. Này thì hiểu như xe núi ấy, chả nhìn thấy gì. Phôi nuôi. Không nhìn rõ. Xanh chờ chú mua cho anh đây. Lấy cho mình cái gì bên dưới. Tưởng cái sư rồi. Đây là cái lim. Anh đi đường miếng nhưng anh nghĩ là không.
tầng này. Em thấy cái da của nó nó giống như nữa đấy. Nó là cái ngọn thấy nhiều tiền không anh? Bình thường thôi mà, có được mấy chục triệu luôn mà, chưa đến mấy triệu quỷ. Mấy triệu rồi. Trong này chắc là trong này. Đất in là đất chết. Vùng đất chết. Đất này rồng để cho nó mịn thôi. Thế thôi mà đi đỡ sông này à. Phải trồng này. Cái này tưới cái là nó lì luôn. Lì luôn mà đi nó không bung bay gì đấy. Đây là mình trồng mình bảo thôi. Cái bếp này chả ngoạc mẹ ở xuống đây. Mà cái cây này nó cũng trông trồng rồi mình bán, mình bán rồi ra về trồng lại. Em cứ đào vườn đất này đi. Quét chiếc này đi nó đẹp hơn. Cái định kiến đồ như thế thì ra cũng thì em lấy ra rồi. Không phải hu đây ở lên là phải tính thôi. Bây giờ cứ ai thay mình ngồi chơi, cứ thêm tẹt. Bóc con này, bóc cả nút cái này, thằng này bóc. Không bóc được chú ạ, bóc rồi xù lắm. Có quá nhiều giấy tôm, giấy chùm. Dễ già rồi đúng không? Có cái còn vàng. Dung ngô à, dung ngô. Chết già rồi, chết vàng. Dung ngô chết. Bóc một người này thôi. Cái chỗ như này nhìn rất dễ chịu. Chính là chú cũng bán bóc thôi, chả phải bàn. Chắc phải chờ đến trưa. Chờ đến trưa. Bán rồi bóc thôi. Không có một chất nào. Cái ngôi sao ở chợ hôm nay. Ngôi sao ở chợ hôm nay. Ôi thích sao. Gặp mấy chú xe tải, gặp mấy chú hoa này xong rồi. Trời, vào trong này nó mới chộp cứ dễ. Có giấy thông hành. Có giấy. không ăn được. Nóng được này mà không được uống nước thì khó chịu nhỉ. Xương ống bóc hết thịt rồi. Còn không xương. Hết cả tủy rồi. Xương cá. Xương cá của... Của ông. Tiền bối à? Thì ta rồi. Là bao tiền đấy bố? 2 triệu. Xin giá 2 triệu. Đẹp quá. Mẹ. Thì bán được cái gì chưa? Vài cây rồi. Thế sướng nhỉ? Vài cây sướng. Bán được nhiều. Đấy, được chú Huỳnh. Con me 2,5 triệu. 2,5 triệu cái me. Cái sướng cá này gì gấu nhỉ? Cá này 1,2 triệu. À đây. Đẹp. Có đẹp. Có đẹp. Nó đều. Mặt nào chưa được. Tứ diện luôn.
không? Đúng rồi. Không nổ được à? Chưa. Đấy, chắc đang kết cái con kia lắm. Xem đây bánh kiện của Pila là thế nào. Pila của anh kiện à? Được đấy nhỉ. Pila này hay đấy. Nhìn cái da nó. Đầu tiên các bác nhìn cái cây là các bác thấy nó đã nằm chậu ổn rồi này. Và cái chân bệ của nó thuần rồi. Bên này là nó thuần rồi. Đấy. Dán rất hay. Đẹp, bên này làm đã rất lâu rồi đấy. Bên làm từ rất lâu rồi, không dăm rồi. Chiều chết. Kiện này cũng không cần phi lao đẹp thế. Quên vừa ông hỏi vào ông đã vào mấy triệu, chả biết mấy triệu hay là mấy chục triệu đây. Lắc này. Mình bỏ cái dây ra. Dây này ăn mất cái dây. À. Rất bay. Khi lao nó có cái độ bay là nước nó rất hay. Nước ra nó như cái khô. Nó sống rất là mãnh liệt. Đó, nhiều nước cát là nó sống. Nó hơi vắng quá, tôi sẽ cố gắng quay đầy đủ hết.